Thưa quý vị và các bạn, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe ngày càng được nhiều người lựa chọn, nhất là sau những tác động của dịch COVID-19 tới sức khỏe. Và tại xã Tả Phìn, thị xã Sapa, loại hình chăm sóc sức khỏe này đang rất phát triển. Hiện địa phương đang tập trung chỉ đạo bảo tồn 65 ha rừng tự nhiên với trên 256 loài cây thuốc quý. Phần lớn cây thuốc tắm phân bố chủ yếu trong hệ sinh thái tự nhiên. Việc khai thác quá mức và không theo quy hoạch sẽ làm cho diện tích và trữ lượng tài nguyên này bị giảm, cần phải được quản lý, bảo tồn, đảm bảo cung ứng bền vững nguồn dược liệu quý. Nhận thức rõ điều này, thôn Tả Trải đã thành lập đội bảo tồn nguồn cây dược liệu quý với 65 ha rừng tự nhiên của xã. Tổ chúng tôi là có 10 thành viên, 10 thành viên thì trong đó là chúng tôi đã chia phân công là 2 người trong vòng là 1 tuần đi kiểm tra 1 lần để bảo vệ. Rồi là không được khai thác, không được những người khác vào trong đấy khai thác, chúng tôi bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Đây là một trong những vườn ươm giống các loại cây dược liệu quý bản địa của gia đình ông Tần Phù Quang ở thôn Tả Trải, xã Tả Phìn. Với mong muốn bảo tồn nguồn cây dược liệu bản địa, gia đình đã lấy các cây có sẵn trong tự nhiên về ươm, sau đó trồng rậm dưới tán rừng. Cách làm này sẽ cung cấp lâu bền nguồn dược liệu quý. Trong thôn chúng tôi thì là cũng trồng các cái loại cây thuốc để là cung cấp để bán cho công ty thì cũng cũng có thu nhập mà cũng tương đối là cũng được một phần là cũng do bà con là thu nhập cũng ổn định. Doanh nghiệp hợp tác xã mà đang thu mua sử dụng nhiều cái nguồn nguyên liệu này thì họ cũng phải chủ động hình thành các cái vườn ươm. Các vườn ươm để họ ươm giống để tái tạo giống, trồng sen vào trong các cái tán rừng của các cái hộ xã viên, hộ cổ đông trên địa bàn xã đối với các doanh nghiệp này. Với trên 256 loài cây thuốc, xã Tả Phìn hiện đang triển khai nhiều giải pháp trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn giống cây thuốc bản địa quý hiếm. Đây là cách để duy trì các giá trị truyền thống, văn hóa và tri thức bản địa, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ rừng cũng như tăng thu nhập bền vững từ rừng cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.